Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã đến với miền đất Tây Bắc, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Để nói tới sự phát triển về du lịch kết nối lại các vùng đất thì không thể không nói tới vai trò của ngành hàng không. Và mặc dù là năm 2020 với dịch bệnh thì ngành du lịch nói chung và ngành hàng không nói riêng cũng đã gặp phải không ít những khó khăn. Nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để cho các hãng hàng không có thể thể hiện năng lực và cạnh tranh của mình, đúng không ạ? Vâng, và vượt qua khó khăn này rồi tự tìm bản sắc riêng này rồi thì cải tiến dịch vụ, nâng cao chất lượng là xu thế tất yếu giúp toàn bộ các hãng hàng không tự tìm lối đi, vượt sóng để tiếp tục vươn lên hay là bị sóng nhấn chìm rồi sau đó thất bại là bài học sống còn của mỗi đơn vị phải không ạ? Do vậy mà tiếp tục tồn tại và phát triển thì các hãng hàng không cũng đã có rất nhiều những cải tiến và những cái ưu đãi hấp dẫn để có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Và Vietjet thì là một trong những hãng mà đã có rất nhiều những cái cải tiến để nâng cấp về chất lượng dịch vụ trong năm 2020. 26 tuổi, là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Để đáp ứng nhu cầu công việc của mình, anh Dương thường xuyên lựa chọn các hãng hàng không giá rẻ để lên lịch trình cho những chuyến công tác của mình. Hiện tại thì trong các chuyến đi với tiêu chí rẻ và nhanh, linh hoạt thì tôi vẫn hay lựa chọn Vietjet. Để đáp ứng nhu cầu bay của khách hàng sau dịch COVID-19, đồng thời để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ bay, năm 2020, Vietjet đã có rất nhiều các chương trình ưu đãi về giá như mua vé 0 đồng, tặng vé đồng giá nhân tháng sinh nhật, linh hoạt giờ bay, hỗ trợ hoàn hủy vé. Do thường xuyên có các công việc đột xuất, thường là đi công tác xa, vì vậy nên chúng tôi lựa chọn Vietjet. Do giá vé máy bay của Vietjet khi đặt cận lịch bay thường so với các hãng hàng không khác thường rẻ hơn, do đó thuận tiện cho việc chúng tôi di chuyển cũng như là chi phí công tác. Với những cái hãng hàng không mà có chi phí giá tốt cũng là một sự ưu tiên, chẳng hạn như là Vietjet Air. Nhưng trong đó thì xu hướng hiện tại thì tôi thấy là có thể là bỏ ra thêm một vài trăm nghìn nhưng mà họ đi được những cái hãng hàng không mà có chất lượng dịch vụ tốt hơn. Và khách hàng cũng sẽ lựa chọn nhiều hơn cái phương án bay những cái hãng hàng không giá rẻ mà lại có hành lý ký gửi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức tiêu dùng chung của toàn xã hội giảm sút. Tuy nhiên với vai trò là một trong những đại lý cấp 1 của hãng hàng không Vietjet Air, doanh số của đơn vị này trong năm 2020 vẫn được duy trì ổn định ở mức tương đương so với cùng kỳ năm 2019. Không mở ra rất nhiều chương trình khuyến mại, nên là nhu cầu của hàng đặt vé cũng cao hơn. Tuy nhiên là giá trị vé thì sẽ tốt hơn năm ngoái, thế nên là doanh thu nó tương đương với năm ngoái. Với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, hướng tới đạt tiêu chuẩn là hãng hàng không quốc dân, Vietjet luôn tiên phong là đơn vị hướng tới giá trị cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của đại đa số người tiêu dùng trong cả nước. Vâng, và từ lâu thì Vietjet đã trở thành cái hãng hàng không ưu tiên của rất nhiều khách du lịch trong nước rồi, với mức giá bình dân này thường xuyên có nhiều cái ưu đãi. Và năm 2021 thì Vietjet cũng sẽ đẩy mạnh hơn những khuyến mãi giảm tới 50% giá vé trên toàn mạng bay phủ khắp Việt Nam, không giới hạn khung giờ trong thời gian từ ngày 8 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2020 để đồng hành với những thượng đế của mình. Để lên kế hoạch bay cho cả năm 2021, khách hàng có thể truy cập website chính thức của hãng hàng không Vietjet theo địa chỉ www.vietjetair.com. Nhập mã ưu đãi theo cú pháp trên màn hình với mã EcoNow, khách hàng sẽ được giảm ngay 50% giá vé hạng Eco. Mã Skybox Now sẽ được giảm ngay 30% giá vé hạng Skybox và mã Deluxe Now sẽ được giảm ngay 20% giá vé hạng Deluxe với thời gian bay từ mùng 8 tháng 12 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2021. Đến cuối năm nay, đến hết năm nay thì mình đã bán được khoảng độ trên 5.000 vé rồi. Cần lên website của hãng và lại gõ mã giảm giá của hãng đã cho thì mình sẽ được giảm giá ngay trên cái giá vé. Năm 2020, để đối phó với sự giảm sút đi lại do dịch bệnh, Vietjet đã có rất nhiều các quyết sách linh hoạt, trong đó phải kể tới chính sách hoàn hủy, đồng thời nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình hoạt động. Vietjet là hãng không đầu tiên có chính sách hỗ trợ cho khách hoàn hủy vé. Khi mà khách chưa có yêu cầu nhưng mà hãng không đã đưa ra lựa chọn để cho khách có thể chọn theo phương án là đi hoặc là ở lại.
Và hơn nữa là hãng không đã tặng thêm 15 cân hành lý mỗi chiều, áp dụng đến ngày 24 tháng 10 cho tất cả các đường bay. Với nỗ lực của mình, năm 2020, Vietjet đã được vinh danh lần thứ 5 liên tiếp vào top 50 thương hiệu Việt Nam dẫn đầu với giá trị thương hiệu đạt 108,9 triệu đô la Mỹ. Vietjet nằm trong chiến lược của chúng tôi bởi vì cái sản phẩm của họ, ví dụ như là các cái tour đi thì cái đa dạng các cái lựa chọn về ngày cũng như là giờ bay cho khách hàng. Vì vậy mà chúng tôi kỳ vọng rằng năm sau có thể tăng thêm được khoảng tầm 10 đến 15% nữa cho Vietjet, đặc biệt là trong các cái chương trình về kích cầu du lịch của thời gian vừa qua và năm tới. Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, đồng hành cùng công tác phòng chống dịch của cả nước, những chuyến bay an toàn, chất lượng và nhiều ưu đãi của Vietjet luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân cả nước. Thưa quý vị, ca bệnh 1440 vừa ghi nhận ở Vĩnh Long sau khi nhập cảnh trái phép đã khiến cho dịch COVID-19 một lần nữa bùng phát và chấm dứt chuỗi 24 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Do bệnh nhân khai không thống nhất lịch trình từ nước ngoài về đã khiến cho cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian trong việc khoanh vùng và truy vết. Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết là cơ quan công an sẽ củng cố hồ sơ, xem xét nếu như mà đủ định lượng thì có thể tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã rà soát chính xác có 15 ca F1 liên quan đến bệnh nhân 1440. Tất cả đều là ca F1 đã có kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính với COVID-19. Liên quan đến nhóm 6 người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới tỉnh An Giang, trong đó đã xác định được 3 người và có 2 người nhiễm COVID-19, 1 người chưa có kết quả xét nghiệm. Hiện UBND tỉnh đã có văn bản giao Công an tỉnh phối hợp với các tỉnh liên quan thu nhập chứng cứ có hướng xử lý. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể lây lan rộng, Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ thị trước mắt cần ưu tiên công tác phòng chống dịch COVID-19, sau khi căn cứ đủ định lượng sẽ khởi tố vụ án liên quan đến bệnh nhân 1440. Thưa quý vị, tính đến ngày 29 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông báo đã tìm thấy cả 6 người đi trên xe 7 chỗ sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đáng chú ý là có 2 người xác định là dương tính với COVID-19 là nam thanh niên ở quận 5, chính là bệnh nhân 1451 và người phụ nữ ở Đồng Tháp. 3 người còn lại trong số 2 người ở quận 1 và Hóc Môn có kết quả âm tính lần 1 với virus corona chủng mới. Người tên K đang chờ kết quả xét nghiệm. Sau đây thì chúng tôi xin được cập nhật lịch trình của ca dương tính COVID-19 tại Đồng Tháp. Bệnh nhân nữ tên N, 32 tuổi, ngụ ấp Hòa Khánh, Vĩnh Thới. Theo đó, sau khi nhập cảnh chui vào Việt Nam, cô này đón xe khách. Trên xe có tài xế, bệnh nhân 1440 và 3 người nữa. Sáng 24 tháng 12, xe đến quán ăn thuộc địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì N sang xe 45 chỗ giường nằm, đi Châu Đốc. Đến bưu điện huyện Lai Vung thì xuống xe, sau đó N ghé vào một quán uống nước và được chị gái trở về nhà ở xã Vĩnh Thới. Từ đó đến nay cô không ra ngoài, ở nhà tiếp xúc với mẹ và người giao hàng, hàng xóm thường có đeo khẩu trang. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh này, hiện đã phát hiện 6 trường hợp F1, 118 ca F2, trong đó nhiều ca tiếp xúc với người giao hàng, 62 trên 118 trường hợp được cách ly tại nhà. Ngoài ra có nhiều F3, trong đó có cả học sinh. Theo cập nhật mới nhất thì hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã truy vết được 27 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1451, trong đó thì có 25 trường hợp có kết quả âm tính, 2 trường hợp đang đợi kết quả. Thành phố sẽ tiếp tục truy vết khoanh vùng những địa điểm mà bệnh nhân 1451 đã từng đến. Thưa quý vị, ngay sau trường hợp của bệnh nhân 1440 thì tuyến biên giới lại nóng hơn bao giờ hết khi mà chỉ trong một ngày 28 tháng 12 thì lực lượng biên phòng đã phát hiện tới 110 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, chủ yếu là đi qua các đường mòn lối mở dọc các tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia. Trong đó thì trên tuyến Việt Nam-Trung Quốc đã phát hiện tới 102 trường hợp nhập cảnh trái phép, tuyến Việt Nam-Campuchia 8 trường hợp. Hiện thì số công dân này đã được đưa đi cách ly theo quy định. Trước đó, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, thời điểm rạng sáng từ 1 giờ đến 6 giờ ngày 27 tháng 12, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các công dân có độ tuổi từ 15 đến 52 khai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê.
Do tình hình dịch bệnh và lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét mạnh nên những người này tìm cách trở về Việt Nam. Bộ đội biên phòng đã lập biên bản, xử phạm vi phạt hành chính và phối hợp với trung tâm y tế đưa đi cách ly theo quy định. Trước tình hình này, thì Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới đã yêu cầu các lực lượng chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm tra đường bộ và quản lý chặt chẽ biên giới, tổ chức chốt chặn 24/24 giờ, nhất là các đường mòn lối mở để quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay thì các trường hợp nhập cảnh trái phép nếu như mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như là trường hợp của bệnh nhân 1440 thì có thể sẽ bị khởi tố hình sự. Và thực tế thì đã có những trường hợp bị khởi tố hình sự trước đó khi mà làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Mong rằng sẽ không có những trường hợp chỉ vì nghĩ tới lợi ích của bản thân mà làm nguy hại tới sức khỏe của cả cộng đồng.